Dù nhìn rất giống giun, nhưng loài sinh vật này lại thuộc vào lớp vỏ hai mảnh nhuyễn thể, hay còn gọi lớp hà. Loại hà đục gỗ này sinh sống ở những vùng ngập mặn, trong các thân cây. Nó được nhiều người dân địa phương Thái Lan và Philippines coi như một món đặc sản. Tuy ngoại hình rất kinh dị, nhưng loài động vật này lại được cho là rất giàu protein và bổ dưỡng. Vì sống trong thân cây, hàng ngày hấp thụ chất dinh dưỡng từ gỗ, nên chúng chứa giá trị dinh dưỡng cao, giàu sắt, canxi, kẽm, vitamin A và B12. Về hương vị, người ta miêu tả vị của chúng khá giống món hàu biển hay ngao sò. Tại một số nước châu Á, hà đục gỗ được xem như đặc sản và có giá khá cao. Giá loài nhuyễn thể này dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng 1 kg. Hà đục gỗ có thân nhỏ, màu trắng đục và gần như trong suốt. Chúng thường dài từ 20 đến 30 cm, đường kính khoảng 1 cm. Đặc biệt, có những con dài đến 60 cm, đường kính gần 3 cm. Phần đầu của chúng gần như tròn, có hai mảnh cong nhô lên và được cấu tạo bằng chất vôi cứng bao bọc. Hà đục gỗ sau khi được lấy ra khỏi thân cây, chỉ cần làm sạch, bỏ đầu, bỏ đuôi là đã có thể ăn sống trực tiếp. Có lẽ không nhiều người dám thưởng thức chúng theo kiểu này. Hà đục gỗ thường được ăn kèm với giấm, chanh, ớt hoặc sốt làm từ trái cây họ cam quýt. Ngoài ra, người ta có thể chiên giòn hoặc nướng chúng lên để dễ ăn hơn. Tuy nhiên, hương vị của hà đục gỗ đã qua chế biến, không thơm ngon như khi ăn sống. Được biết, hà đục gỗ là loài lưỡng tính, trải qua thời kỳ đực và cái lần lượt. Mỗi lứa, loài vật này sẽ cho ra đời từ 5 vạn đến 1 triệu trứng. Trứng của chúng chơi nổi trong nước biển, rồi bám vào các mạn tàu thuyền gỗ hoặc các thân cây rồi phát triển.